Chào anh em. Rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong để cùng khám phá chợ gỗ chắc xem có những cục gỗ chắc gì hấp dẫn với anh Đục đây. Em sẽ đi cùng kiểm tra và đo đạc những cái phôi gỗ mà cảm thấy phù hợp anh em mình nhá. Rồi, chào anh nhá. Thì đây, đây là những cái phôi gỗ chắc rất là đẹp. Nhưng mà nó nhỏ, nó không đúng với lại cái mục tiêu của em. Đây, cục này cũng cỡ lớn này. Cục này cũng khá là to này. Đấy, nhưng mà em đang muốn tìm một cục gỗ nó lớn hơn. Lớn hơn như này. Đấy, anh xin mời anh em mình sẽ cùng đi vào bên trong. Đây là quang cảnh chợ gỗ. Giờ là muộn rồi anh em nhá. Còn bình thường người ta đi chợ gỗ này sớm sớm thì nó đông hơn nhiều. Đấy, thì đây xin mời anh em. Ví dụ như nếu anh em mình mua những cái cục gỗ vừa vừa để làm những bức tượng thì đây những cục như này là rất là đẹp để làm này. Đấy. Thế vì sao thì những cục như này lại đẹp để làm? Thứ nhất, anh em mình sẽ thấy rằng đây nó là cái phần rễ. Đấy, cái kiểu như là cái phần rễ thì nó hơi cong queo một chút thì làm lên nó vừa độc đáo mà cái giá thành lại hợp lý. Còn nếu như những cái hàng mà được xẻ vuông hộp vuông vắn rồi thì cái giá thành nó sẽ cao hơn khá là nhiều anh em mình nhá. Ok, xin mời tiếp tục anh em vào bên trong. Đây này, đây những cái hàng như này là cực kỳ đẹp này anh em này. Đấy, rất đẹp nhá. Đây, cục này là rất là đẹp đây này. Đây là chất chất chắc đỏ đen già. Đấy, chất chắc này thì khi mà anh em mình làm một thời gian thì nó sẽ xuống cái màu tối hơn. Đấy, màu cái đen, cái màu mận chín rất là đẹp. Thì đây là chất chắc Lào già. Anh ơi, cái hàng này, chị ơi, cho em hỏi cái hàng này bây giờ bao tiền chị? Dạ vâng ạ. Hàng này hiện tại bây giờ đang có giá là khoảng 400.000 trên 1kg anh em mình nhá. Giá cũng đang rất hợp lý. Ngày xưa thì không có giá này anh em mình nhá. Ngày xưa thì giá nó sẽ cao hơn rất nhiều. Em cảm ơn anh nhá. Đấy, đây. Chào anh em nhá. Đây, đây quán cải anh em đang chắc là mua rồi, giao dịch rồi, nên là đang cân gỗ đây. Ui, gỗ to thế. Anh em thấy không? Những phôi gỗ rất là to. Đẹp quá. Rồi, ok, xin mời anh em sẽ cùng tiếp tục đi để xem như là có cái phôi gỗ nào hợp lý. À đây, đưa khóa cho cô em Sáng. Đây là nhà em. Đây là nhà em ở đây các bác nhá. Đây là nhà em là ở giữa chợ gỗ chắc luôn. Thì đấy, Sáng nó đang vào đấy để nó lấy mấy cục gỗ về làm. Ok, và livestream anh cục này xem ạ. Cái cục này là gỗ gì đấy anh? Gỗ chắc à? Ôi dồi ôi, kinh nhờ. Đây anh em này, anh ý bảo Sơn quay luôn video anh cục này gỗ chắc. Cục này bây giờ giá bao nhiêu anh? 180.000, nhưng mà cục này bây giờ lặng bao cân? 2 tạ 70 cân mà giá hiện tại là 180.000, quá hợp lý nhỉ. Cục này đẹp, vừa to mà hợp lý. Cái này với cái này chắc chỉ phù hợp làm tượng thôi, chứ còn bây giờ cái cục này xẻ ra cũng hơi vất nhỉ. Nhưng mà cục này làm tượng thì kiểu như là cái phôi gỗ thì nó to nhưng mà lên đồ nó lại không được lợi. Nó không được lợi cảnh lắm bởi vì nó rất là nặng cân. Đấy, cục này mà lên là tính ra khoảng bao tiền cục này nhỉ? Cục này là 2,5 tạ vào khoảng 40 triệu cục này. Anh em thấy cũng hợp lý chứ nhỉ? Em thử kiểm tra chất cái nhá. Thế biết đâu đấy thì anh em nào mà thấy hợp lý thì anh em mình có thể là đến luôn tại dạp để triển khai luôn. Hoặc là nếu anh em ở xa mà muốn em Sơn làm việc hộ thì cũng được. Đạt được không anh? Đây anh em này. Nói chung là về cá nhân em Sơn ngắm ấy thì cục gỗ này nó rất là vuông vắn. Vuông vắn thì đôi khi nó vẫn có những cái nhát sâu nhưng mà nó cũng không quá là sâu lắm. Đấy, thì với cái chất này thì cũng gọi là ở mức độ trung bình. Thì nếu như anh em nào mà muốn trải nghiệm hoặc là muốn mua cục này thì em thấy là cái giá cả cũng hợp lý. Còn nếu như mà bình thường mà cái chất nó đẹp hơn thì anh em mình phải bỏ ra khoảng 400-500 nghìn, thậm chí là còn nhiều tiền hơn như thế. Nhưng với giá 180 như này thì cũng là hàng đẹp ở trong phân khúc này rồi anh em mình nhá. Ok. Đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trải nghiệm thêm một vài các cái sạp gỗ nữa để xem như là cái chất lượng
gỗ hiện tại như thế nào anh em mình nhá. Thì có bao nhiêu anh em rồi? 1126. Ok, chào tất cả anh em nhá. Cả ở TikTok, cả ở bên Phở Bò. Rồi, và bây giờ sẽ ở phía dưới kia. Ở phía dưới kia thì sẽ có một vài các cái dạp gỗ mà nó có những cái phôi gỗ to. Đấy, thì anh em sẽ xuống đi xuống dưới kia. Trên này thì phôi gỗ vẫn hơi nhỏ nhỏ. Đấy, anh em mình sẽ hôm nay mục đích là đi tìm gỗ to. Ok. Ok, chào anh chị. Đây rồi, đây rồi. Cho em quay video cái nhá. Ok. Phải xin phép. Anh em thấy gỗ trông dạp này trông nó kinh không? Đây này. Bình thường ra thì những cái chị ơi, những cái hàng nhỏ nhỏ, em đưa mấy cái chị được không? Được gì? Ok. Em cho. Hôm nay lại được chị gái hợp tác làm quả thế này thì uy tín rồi. Đợi em một tí. Chị ơi cho em hỏi cái nhá. Những cái hàng nhỏ nhỏ gỗ chắc như này thì thường mọi người sẽ về lựa chọn để làm cái gì chị? Làm các cái chân ghế rồi chân đôn. Chứ còn mấy anh em mà làm tượng thì lại ít đúng không? Đúng rồi, hàng tượng thì nó lại hàng to hơn. Đấy, hàng nhỏ nhỏ. Xem những cái hàng tượng thì vào hàng bên trong. Vâng. Ok chị, đẹp quá. Anh em thấy gỗ được không? Mời mấy anh em vào xem gỗ trong. Chắc đây của mình là chắc gì? Chắc của chị là vừa chắc nạo vừa chắc thái. Vừa chắc thái. Đây là câu hỏi hay này anh em này. Thực ra hiện tại bây giờ có rất nhiều anh em là đang thắc mắc giữa cái việc là chắc lào và chắc thái nó như đúng thế rồi, nào. Đúng rồi. Đấy thì như em vẫn chia sẻ với anh em mình là chắc thái thì cái chất gỗ nó nhẹ hơn, nó sộp hơn, nhưng mà được cái vân nó đẹp hơn. Hay cũng tùy cục màu. Nó cũng tùy cục em, nhưng mà nước hàng chắc nào thì nó sẽ vân màu đẹp hơn, chắc thái thì nó xấu hơn một chút. Thái thì nó có vân xanh đúng không chị? Thái thì nó vừa hàng chất gỗ nó sẽ nhẹ hơn, rồi chất gỗ nó cũng không đẹp bằng chắc nào. Giá thành cũng hợp lý hơn đúng không? Giá thành thì hợp lý hơn. Thế chị thử ví dụ em cái nào là chắc thái? Ví dụ chắc thái là như hàng bên kia là chắc thái. Không, đang chỉ dạng là chị thôi, sao chị sang chỉ sang bên kia xong người ta mắng chết. Ví dụ chắc thái thì nó có những cái cục mà ví dụ như là đây, ví dụ như thế này thì là chắc thái. Đâu? Đây. Ví dụ như thế này là chắc thái. Đây này, đây anh em nhá. Cái cục này. Chia sẻ anh em đây là chắc thái này. Đây chắc thái, nhưng mà mấy cục bên trong này là chắc lào đây đúng không? Đây chắc nào? Đây mấy cục to này là chắc nào hết. Đây này, cục bên trong kia chắc lào này, còn đây là chắc thái này. Nếu như để anh em mình mà để nhìn vỏ gỗ với da gỗ thì cũng khó để có thể phát hiện ra được. Nhưng mà có điều là đây là chị gái là bán hàng kiểm tra chất lượng mỏng. Chị gái là cũng hơi rất là chân thành đấy. Có em thấy là đi cũng có nhiều dạp thì người ta cũng chỉ nói là gỗ chắc thôi. Đúng rồi. Người ta cũng không nói là chắc gì cả. Còn anh em kiểm tra xem thấy hợp thì mua. Đúng rồi. Không hợp thì thôi. Đấy, cho nên là ghi nhận cái việc đấy anh em mình nhá. Rồi, hôm nay thì mục đích của em ấy là đi tìm mấy cái phôi gỗ to một chút để em đục. Đấy thì đây chia sẻ anh em. Thì ví dụ đây là chắc lào này anh em này. Đây là cái phôi chắc lào cũ này anh em này. Thì như cái phôi này thì bây giờ giá thành nó khoảng bao nhiêu tiền một cân chị? Cái này thì nó tầm đâu khoảng 700 nghìn một cân. Ui anh em này, đây như cái cục to này bây giờ 700, nhưng mà giá 700 là bây giờ là hợp lý rồi nhỉ? Ngày xưa thì đắt hơn, ngày xưa thì 900 nghìn một triệu. Và những cái cục mà như cục kia to hơn bây giờ thì nó vẫn đắt. Đây anh em này, nhưng mà cái cục này ấy, thì nó sẽ được hợp lý hơn là bởi vì đây này. Anh em hình dung ra đây này, như cục này thì nó sẽ bị một cái lỗ thủng nhỏ nhỏ ở đây. Có một chút sơn lỗi. Đấy, nó có lỗi như này thì giá nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu như cục này mà đặc thì nó lại đắt hơn đúng không chị? Đặc thì nó tầm độ 1 triệu hơn 1 triệu. Đấy, đặc cái thì là tầm độ 1 triệu hơn 1 triệu. Anh em mình nhá. Nhưng mà cục này thì bây giờ bọn em về, bởi vì tiêu chí của em hôm nay là đi lựa chọn cục nào nó phải đặc đẹp để làm nó có giá trị về lâu về dài. Đấy, còn nếu hàng thủng này thì thường sẽ lựa cái hàng phân khúc nó thấp hơn, giá nó hợp lý hơn. Vâng. Đây cục đẹp kia em, đây cục đây thì nó vừa đặc vừa đẹp. Cục này thì biết bao nhiêu tiền cho vừa. Đây cục đây thì vừa đặc vừa đẹp. Đây em này. Đây cục đây này các bạn đây quay, cục này thì nó vừa đặc vừa đẹp hơn. Thật sự anh em là cục này, cục nhưng mà chị ơi, cục này là tạo gỗ. Cục này cũng có người lựa rồi hay sao đây, em thấy có vết tạc. Cục ấy người, nhiều người kiểm tra để mua nhưng mà chị chưa đồng ý giá bán. Thế à? Ui to thế anh em này. Em thử đo đây, cái nhá. Em đo đi. Đây cục này thì là đặc sắc luôn của đàn gỗ này. Đây chắc nào ấy đúng không chị? Chắc nào. Cái này là rộng của mặt đế là được 61. Anh em ạ, gỗ chắc mà bây giờ rộng mặt đế là 61.
Chiều dày là được 40, 60, 40. Còn cái chỗ mà rộng nhất đây này là cái chỗ chạc ra này, này. Là cái chỗ này là được 75 anh em ạ. Và cả cục này em xem là dài bao nhiêu. Cả cục này là dài 2m2. Cục này khủng ấy nhỉ. Như cục này bây giờ giá nào chị? Cục này thì trước kia chị bán 1,2 triệu, như bây giờ thì 1 triệu thì chị bán. Càng ghê. Yeah. Trước kia là 1,2 triệu tiền cân, bây giờ là 1 triệu tiền cân thì chị bán. Nhưng mà bây giờ cục này bây giờ lặng bao tạ chị? Cục này là trên 3 tạ. Trên 3 tạ. Trên 3 tạ anh em mình nhá. Rồi, anh em mình sẽ đi vào gần đây để em sơ tạ cho cái chân gỗ anh em mình xem. Chị em tạ tí đây nhá. Ok. Úi dồi ôi anh em nhìn này. Đấy anh em thấy không ạ? Cái chất chắc lào ấy thì cái dầu của nó rất là nhiều, khi tạt ra cái là nó có độ ánh, độ bóng. Và nếu anh em nào mà để ý kỹ thì trong cái đầu tom gỗ của nó cũng có cả kim sa nữa cơ. Nhưng mà cái này thì mắt thường sẽ nhìn rõ hơn là qua livestream, qua video. Đấy, thì bước lại cái chất này ấy, thì chắc chắn thì cái vỏ của nó anh em mình tạt ra nó sẽ là cái màu đen mận như thế này. Nhưng mà vào trong thì nó sẽ là màu đỏ. Bởi vì để mà được đen hết thì khó đúng không chị? Đúng rồi, nó là đỏ đen. Đúng rồi, cái chất này nó sẽ là cái chất đỏ đen già. Đấy, thì những cái hàng như này thì đây là anh em này, như cục này đặt cả hai đầu. Với những cái hàng đặt cả hai đầu như này thì anh em mình mà làm lên đồ ấy thì cái giá trị của nó giá trị cao. Đấy, mình không phải chấp vá, mình không phải nêm. Đấy, thì anh em mình chơi cái đồ nó sẽ giá trị về lâu về dài. Để cho em hỏi cái bây giờ cục này thì cái giá tốt nhất bây giờ chị tính em thế nào? Giá tốt nhất thì nếu mà em lấy thì chị tính em 900k. 900 à? 9327. Cũng 270 trên 270. Nói chung em đục cái hàng này nên là hàng đặc chủng rồi, chất liệu gỗ thì đẹp, đặc đẹp. Nếu mà nữ ông khách nào mà mua được nữ hàng của em thì quá yên tâm, dùng cả đời cũng không bao giờ sợ. Rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ còn phải tiền nong như nào. Chứ bây giờ giá thế thì bọn em về làm cũng nếu khó. Mà hàng này mà trước kia thì phải 1,2 triệu một cân chị mới bán được. Nhưng mà đến bây giờ thị trường bây giờ là gỗ đang cũng rất là tụt giá nhiều, cho nên chị cũng bán cho em là giảm giá. Vâng. Tầm này mà nước ông chủ mà mua được những cái cục này về đục thì cô quá mỹ mãn rồi. Thì bởi vì tầm này em mua em đã làm ngay đâu. Em mua em vứt đấy thôi, bởi vì gỗ chắc tầm này giá nó cũng hợp lý thì em mới mua. Đúng rồi, quá hợp lý. Chứ còn nói thật với chị là lúc đắt thì bây giờ mua gì nữa. Đúng rồi, lúc đắt thì chắc là mua là phải lúc mua đầu vào là cái lúc giá nó phải hợp lý. Thì còn bây giờ quá hợp lý. Nhưng mà bây giờ cục này thì anh em thấy thế nào? Anh em thử cho em Sơn đánh giá mà cục này thế nào để em Sơn dứt điểm đây. Anh em thử cho em Sơn cái comment cái đó mà. Đó xem à. À, ok. Alo alo. À, các bác thấy không ạ? Anh em mình thấy cục này thế nào ạ? Anh em mình thấy cục này có được không? Để em Sơn dứt điểm đây. Ở Phù Khê à? Vâng, em đang ở Phù Khê đây. Em đang ở Phù Khê đây anh Lương Hoàng Nhật Minh ơi. À chốt chốt anh Dương Vinh à. Chào tất cả hơn 160 anh em nhé. 220 trôi luôn à, tức là trả chị cục này là 220 triệu á. 220 là vào bao tiền nhỉ? 7321 gọi là 750 đúng không? Gọi là 750.000 đúng không? Dạ 750k. Ôi em trả chị 700. 700 thì chắc không bán được. 700 không bán được anh em ạ. Anh Công ạ, đấy 700 không bán được. Đấy thì đây, cục này thì đẹp. Cầm đây. Cục này thì đẹp. Anh em ạ, đây này em tính như này này. Cầm cho anh cái camera kìa. Đây này. Cục này thì đây này. Tại sao? Sáng, hello Sáng. Đây Sáng ơi. Anh đang tính là lấy cục này nhưng mà trả chị 700 rồi chị chưa bán. Chị đòi là 900. 900. Căng ghê nhỉ. Căng ghê. Cục này được không? Cục này về mấy anh em mà đục cục này thì quá mỹ mãn. Được nhưng mà quá đặc, quá đẹp. Các bạn, cục này hơi dài thừa anh ạ. Cục này là nó cục này em khó bị lựa cái là chị này. Bởi vì nếu em làm em lại phải cắt đến đây cơ. Giá bán cho hai thằng em là quá ưu tiên. Bởi vì 35 tiền cân. Em phải ra đứng song song với lại Hưng.
không mắc. Tại giá bán đấy. Bởi vì cục này là anh em này, là nếu em làm em phải cắt đến đây, cắt đến khoảng 1m6 thôi. Thế còn một cái đầu thừa này nó khoảng 60 phân. Thì mình làm một bức di lặc ngồi, còn bức đứng này mình có thể làm cụ tế hoặc cụ di lặc hoặc cụ quan công đều được. Bởi vì cái bức này nó có một cái chạc da to này, và cái đế nó rất là to, thì khi mà làm lên một bức tượng nó cực kỳ to luôn, và anh em mình lợi, đúng không ạ? Lợi cả một cái phần này luôn. Đấy, anh em không phải chi trả cái tiền gỗ cho cả một cái phần này. Đấy, và cái chất gỗ này thì nó là chất gỗ đỏ già của Lào, rất là đẹp, nên là hàng thì chắc chắn ra sẽ là cực kỳ cao cấp luôn. Nhưng có điều là cái còn phải cân đối giá thành. Thế nếu như mình mua cái cục mà ví dụ nó thủng hoặc là ấy thì nó rẻ hơn, nhưng mà cái cục này thì nó lại hơi bị mặn một tí. Ok anh em mình nhá, để em xem cho là anh em mình xem là dứt điểm như nào đây. Chào tất cả hơn 200 anh em nhá. 240 là trôi anh à. 240 là vào bao nhiêu nhỉ? 240 vào 80. 80 hơi căng nhỉ. Đang trả chị 700 anh em ơi. Đâu xem ạ. Thì anh cũng vừa tạt rồi mà. Riêng chất gỗ thì Mỹ còn nhà bà mãn rồi, không cần phải kiểm tra. Thì chất gỗ thì đẹp rồi. Bây giờ chị bảo mấy trăm triệu cục gỗ này thì phải kiểm tra chứ. Bây giờ bảo không kiểm tra thì cũng khó. Lật phát nhỉ? Hả? Lật phát nhỉ? À, em ơi, lật cho anh gái xem vào đằng sau thế nào. Ui giời, thanh niên. Ui giời ơi. Quá tuyệt vời luôn. Tưởng đằng sau nó lại thủng chị úp xuống. Đằng sau lại quá đặc. Nhưng mà cái bảng đàm phán thì giá thôi, anh chưa ạ? Ờ, anh công bảo 220 là được cả đôi bên, 220 là vào giá 75 rồi. Đấy, chị xem 220 được không? 220 thì để em dứt đây. 220 thì chắc là không được. Để vẫn không được, đây căng nhờ. 220 cũng không ăn, không làm gì được anh công ơi. Nhỉ? Cô ơi, dã man nhỉ. Bên kia anh ơi, hỏi bên kia. Giá này anh em làm ngang thì lợi hơn bọn em. Giá này anh em nào mà làm ngang ấy, bàn ghế ấy, thì cục này thì ok. Nhưng mà anh em nào mà làm đục như bọn em mà để mà chơi cái quả giá này là cũng khét. Thật anh em là cũng nặng. Nặng đấy, không đơn giản anh em ạ. Nặng. Này chắc tí nữa trưa anh em ủng hộ em sáng, tí nữa em sáng live stream anh em ủng hộ tí, chắc chiều mới xuống bích được cái. Không biết là như này nhá, em gửi chị 230. Đấy, chọn gói số đẹp. Chọn gói luôn. 230 thì chị xem thế nào. Để được thì để em xử lý. Rồi đây em 240 cho nó nhanh đi. Chung kết cho nó nhanh. Người khác giá thì không bán đâu, nhưng mà riêng em 240 thì chị ok đi cho nó nhanh. 240 đây anh em. Nếu mà bình thường mà những người hàng xẻ là người ta giá chị hơn cái giá 240 đấy. Chẳng qua thích thì bán thôi. Vâng. thích thì bán thôi à. Em đang live stream đông người lắm đấy bây giờ như đấy, để mình live stream thôi bây giờ ngưỡng 230 được rồi chị, để cho em còn đang live stream quảng bá chị đây. Thì bây giờ em quảng bá chị là những cục kia có khi là chị cũng bán được luôn đấy. Đấy, bảo 230 vào việc là đẹp rồi, chị đòi 240. Cô ấy anh em thấy được không, để em sơn dứt điểm này sáng thế nào. Ok, nhưng mà 2.3 này rồi chị. Thôi nhảy nhá, mấy triệu đã trả để làm gì cả. Em gọi là coi như em chốt 240 chị đi, nhưng mà thôi tính em 236. Rồi ok. 236 thì đấy là số đẹp tí nhá, để em chốt chị cục này, để em okay. Nhưng mà cái này thì là mình sẽ tí nữa ra cân điện tử gì chị. Ừ. Em okay. Đã bán phone luôn cho em rồi, thì em thích cân lại thì cân. Không thì cân như bây giờ thì em cứ cân lại cái gì đâu. Như chị cân là bao cân rồi? Như chị cân là 301 cân. 301 cân à? À thì gọi là 3 tạ. Ừ. 3 tạ là xem à. 236 chia cho 3 tạ thì ra giá chưa đến 80, bảy mấy thôi. 236 chia cho 300. Vào 780 mấy rồi. Đúng rồi. Cũng vào xịt 800 rồi. Đó tiền vận chuyển giá em nhá. Tiền vận chuyển khuyến mại. Tiền vận chuyển chuyển tiền cân thì khuyến mại em nhá. Tiền cân thì ok khuyến mại. Tiền vận chuyển thì thằng em chở đi đâu thằng ấy với giá tiền ở đấy. Đây nhà em ngay gần đây. Nhà em ngay gần đây. Rồi ok. Đôi trong nghìn tiền vận chuyển làm cái gì đâu. Ừ. Ok, chốt chị gái cục này nhá. Ok anh em nhá. Okay. Để em sơn sẽ chốt luôn cục này.
Đây chị cho xe đi. Chị gọi xe ra kia cân cho em cái. Ừ rồi, để chị gọi xe nhá. Chị gọi xe. Thanh ra. Ơi, gọi xe để bốc cục to. Cái gọi kiểu luôn. Xong rồi các bạn. Cái bây giờ xe ra luôn gì chị? Ok, xe ra luôn. Có cân ngay không? Cân luôn. Vâng vâng, ok. Em cứ cho ra chạm cân cân luôn của chị là được 3 tạ 1, em cứ kiểm tra. Anh em mình có muốn là theo chân em Sơn để vác cái cục gỗ này rồi cân luôn không? Cân luôn nhá, đi cùng em để theo, có ra luôn không chị? Có, để, xe nó đang ra đây. Để em chờ. Có. Hay là trong thời gian chờ này thì trong thời gian chờ anh em mình đi lượn, đi lượn lên trên tí nhá. Đúng rồi, lượn lên okay, tí okay. Đi sau. Đây, thằng em ơi. Dạ vâng, em cảm ơn, em xin cái mic. Đấy. Thế nhưng mà về đâu? Vui không chị? Ok, xin mời anh em. Đúng rồi. Ui, cục này đẹp quá anh em này. Tiếp. Dài thượt này. Cục này rất là đẹp. Cục này cục chắc rất là đẹp anh em mình nhá. Nó rất là dài, đẹp như cái này thì dành cho thợ ngang thôi. Trở về ống chị ơi. Ống họ không dám chở. Thế á? Bên trên thì bây giờ đang nằm ngặt. Nó bắt được cái cánh cục luôn. Thế thì gọi xe 5 tạ. Xe 5 tạ là xe nào? Xe tải 5 tạ. Thôi chị em bảo. Bởi vì bây giờ như này này, em cũng đang live stream, thế cho nên là nó cũng nhiều cái phức tạp ấy. Cứ để đấy, tí em quay lại em đặt cọc. Thế sau lúc nào hợp lý thì chị chuyển về cho em. Được chưa? Nhá chị nhá. Ok anh em. Nhiều khi đâu có đi chợ gỗ live stream với anh em mình tí là lại mất tiền trăm rồi. Ok rồi, rồi. Camera đây. Ok anh em. Chào anh Đình Tú nhá. Cái cục đấy thì cân thì chắc là chuẩn thôi. Không, bây giờ tình hình là như này này. Bây giờ chốt rồi, em chốt rồi. Em vừa chốt xong cục đấy rồi. Thì bây giờ tình hình là cái cục đấy thì kiểu như là bây giờ vận chuyển nó vất vả anh em. Bởi vì nhiều khi là còn liên quan đến nhiều vấn đề. Đấy, em cũng chỉ nói tế nhị như thế để anh em mình hiểu là nó còn nhiều vấn đề. Thế cho nên là em mới bảo chị là thôi cứ em chốt thế tí em quay lại em đặt cọc thôi. Bởi vì em thì cả chợ gỗ này biết rồi. Nhà em ngay cái sạp đấy mà. Rồi thì sau tầm nào hợp lý thì người ta chuyển về cho em. Còn cục đấy thì cái chốt tạm thời là 236 triệu. Mãi tại lộc à. Ok anh Dương Minh. Đấy thì đây anh em mình sẽ đi trải nghiệm chợ gỗ nhá. Đây chợ gỗ đây anh em này. Đấy. Thì đây là các cái phôi gỗ. Đây là các cái cục gỗ mới. Gỗ mới tức là cái hàng mà mới khai thác ấy. Đấy thì đây là chắc Thái. Thì chắc Thái thì giá nó hợp lý hơn và cái chất gỗ màu nó sẽ không được đẹp bằng chắc Lào, nhưng mà chắc Thái là đẹp lắm rồi. Bây giờ anh em mình mà chơi gỗ hương thì làm sao mà so được với gỗ chắc, đúng không ạ? Đấy, gỗ chắc thì nó vẫn là cái gì đấy nó khác biệt rồi. Xin mời anh em mình cùng đây, những cục gỗ chắc đẹp chưa đây. Cục này vuông thành sắc cạnh nhưng mà cục này chỉ xẻ ván thôi. Cái cục này thì lại đục tượng lại làm thì lại rất là đắt. Đấy. Mình sẽ không thể mua được. Đấy, ví dụ như đục tượng thì mình phải lựa những cái cục kiểu dạng nó phải gốc ghếch một tí. Đấy, anh em mình nhá. Đây, cái cảnh anh ấy đang đi lựa gỗ này. Rồi, anh em mình sẽ tiếp tục đi ngắm chợ gỗ tí nhá. Đấy, anh em mình đi. Đây. Rồi, các bác có câu hỏi nào không ạ? Các bác có những câu hỏi nào liên quan đến cái việc là gỗ không ạ? Gỗ chắc hay là mua gỗ hay là có câu hỏi gì, có đang gì thắc mắc gì? Các bác cứ comment ở bình luận nhá. Em Sơn sẽ chia sẻ và giải đáp cho anh em mình hiểu hơn. Không lợi gỗ. Vâng đúng rồi anh Công Hoàng ơi. Ấy làm tượng thì phải lựa anh cục nó lợi một tí. Chứ bây giờ mà không lợi mình làm thì nó thẳng tuần tuột nó cũng không có đẹp ấy. Gỗ thì đắt nhưng mà lại làm ra lại không đẹp.
Đấy, anh em đang lựa gỗ rất là nhiều đây. Chào anh. Anh tiện phỏng vấn không? Em hỏi anh tí. Cầm 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 cầm. Cầm 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 cầm. Anh ơi. Anh tiện phỏng vấn em hỏi anh một câu thôi. Vâng. Cho em hỏi là anh đang lựa những cái tấm nhỏ nhỏ này là mình làm về cái phần gì đây anh? Em làm về làm ghế anh ạ. À, anh làm bàn ghế à? Vâng. À thì mình lựa như này là mình đang lựa cái phần nào của cục ghế anh? Em lựa hết cái phần thịt. Dạ. Lựa hết cái phần thịt. À, tức là lựa hết phần thịt đấy. Đều nhau mà. Vâng. Nhưng mà nó là phần nào của bộ ghế? Em làm khuôn tranh anh. À, làm khuôn tranh. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cho em hỏi nhá, tại sao anh không mua những cục to anh pha ra mà anh phải mua cục nhỏ này? To giá thành nó đắt. À, giá đắt, tức là ở phần nào mình vào việc đấy thôi đúng không? Ờ thì mình lựa chọn nhỏ mà nó vào việc được của mình luôn thì giá nó hợp lý, lên bộ giá thành nó hợp lý, anh em mình bán cũng khách hàng cũng dễ mua hơn nhỉ. Vâng. Dạ vâng. Ok, đấy là lý do nhá. Ê, tại sao mà nhỏ thì vào việc nhỏ mà to lại vào việc to? Thì có những cái mà mình cần phải mua to, ví dụ ván ấy hoặc là vâng, những cái đấy là cần phải mua to. Đấy thì nó đắt hơn. Vâng. Ok. Mình dùng bao nhiêu thì mình mua gần đấy. Cho em hỏi sao anh lại lựa chọn cái chất màu nó lại thẫm thẫm này mà không phải lựa chọn mấy cái màu sáng sáng kia? Thì bây giờ khách người ta này yêu cầu những cái màu như thế này. À tức là yêu màu này là gọi là màu gì anh? Người màu này gọi là màu đen. À màu đen đỏ anh nhỉ? Vâng. À thế còn cái loại sáng màu quá thì người ta không thích sáng màu thì lại tùy theo khách. Ví dụ như là khách người ta thích sáng màu thì lại chọn sáng màu. À dạ, còn dạ. Tùy theo cái dòng khách người ta lại thích hàng đỏ này, giá thành nó hợp lý hơn. Đúng rồi. Với lại, thứ hai nữa khi mà anh đi lựa chọn gỗ này là còn cái khó nữa. Bởi vì anh em mình đều ở trong nghề thì có một cái khó là cả một bộ mình đã lựa cái màu này rồi thì lại phải tất cả cùng màu này đúng không? Không thể đưa một cái kia vào được. Trông nó bị cạch. Đấy, ok, em cảm ơn anh nhiều nhá. Anh tiếp tục chọn gỗ công việc của mình nhá. Đấy. Anh em thấy sao ạ? Anh em đây này, chị cắt luôn gỗ tại trận này. Đang cắt gỗ trực tiếp luôn anh em ạ. Ô, chị có mua cục to hay không? Dạ em có, em lấy cục to rồi. 160 mấy chị ạ? À? Em lấy rồi em. Cái cục cái hơi bị đáng yêu hay sơn ạ? Cục ấy thì đẹp nhưng mà hơi mặn tí thôi anh ạ. Bởi vì như ở đây là mình mua cả cây mình tự cắt hay là mua cắt ra rồi lấy cục ngắn? Không, mua cả cây rồi anh cắt. À mua cả cây ạ? À? Vâng. Ok, cảm ơn anh, đẹp quá. Rồi em xin phép tiếp tục đi đây. Dạ. À, ok thì em phỏng vấn chị đi chứ. Đấy. Anh em về chợ gỗ thấy thú vị không ạ? Các chị gái cũng rất là năng động, vui. Đấy, gỗ ơi, rất là đẹp. Đấy, anh em mình cứ vừa vào cái việc nào thì mình làm việc đấy thôi. À, cũng chia sẻ với anh em thì gỗ thì cũng sẽ nhiều chất lượng gỗ khác nhau, nhiều chủng loại gỗ khác nhau. Nhưng mà khi mà làm nghề ấy, thì mỗi người một công một việc, lựa vào cái phần việc của mình cho nó phù hợp. Ai vào việc gì thì lựa vào việc đó. Thì mình sẽ lựa cái cục gỗ nó hợp lý tiền. Còn bây giờ mà bảo là cứ bỏ tiền ra để mua gỗ cục, gỗ đe rồi gỗ nó đẹp quá, thì khi mà mình xẻ ra mình làm ra thì giá nó lên nó đắt quá. Anh em mình cũng thật sự, anh em là khách hàng mua thật, anh em mình nhá, nếu lựa gỗ mà không khéo nhá, một cái sản phẩm nó có thể đắt lên vài chục triệu, hàng trăm triệu là chuyện bình thường anh em mình nhá. Mà người thợ kể cả cũng không có công đâu, kể cả người thợ người kinh doanh cũng không có công đâu, nhưng mà lên cái giá thành nó là như vậy rồi. Thế cho nên cái khâu lựa gỗ hay không ấy là quan trọng nhất. Thế ví dụ một sản phẩm ở ngoài thị trường đang bán là 100 triệu đi. Thế nếu như mà thợ lựa gỗ khéo thì tổng làm ra mất khoảng 90 triệu đi, thì họ có thể được lãi khoảng 10 triệu. Nhưng mà lựa mà không khéo chẳng hạn thì làm ra đã hết 100 triệu rồi, không còn tí công nào luôn anh em ạ. Thì có thể người ta phải bán lên 101, 102 đúng không? Thì đấy, nếu như mà cái người thợ khéo thì người ta sẽ có công ở cái việc đó, chính là đi lựa chọn gỗ như này. Thế vậy tại sao mà những người thợ là người ta lại lựa chọn là phải làm các loại gỗ quý? Bởi vì khi mà gỗ quý thì cái đơn giá nó cao, thì mỗi một cái khúc gỗ người ta lựa khéo léo một tí là người ta có thể là được một vài trăm nghìn. Thì một ngày của người ta có thể đi lựa được một hai cục, thì người ta sẽ có công của cái ngày lựa gỗ hôm đấy. Thế còn cả ngày hôm đấy mà đi mà không lựa được cục gỗ nào thì coi như là mất cả một ngày công, đúng không ạ? Và một ngày công của người thợ thì có thể là 1 triệu, có thể là 500 nghìn, thì người ta mất luôn cả ngày đấy đi rồi. Thế cho nên là cái việc lựa gỗ này là cũng phải tính vào cái thành phẩm, lên một cái giá thành của một bộ sản phẩm. Thế nếu mà thợ may đi mua gỗ này là may
may hơn khôn anh em mình nhá. Phải có thì anh em mình mới lựa được, còn không có thì cũng chịu. Đấy, đấy là một cái điều khó khăn ở trong cái việc là làm nghề. Đấy, anh em mình nhá. Ok, thì hôm nay thì em Sơn cũng đã đưa anh em mình đi trải nghiệm một cái khu chợ gỗ Trắc lớn ở khu vực miền Bắc. Đấy, và đặc biệt nữa thì hôm nay thì em Sơn cũng có một cái giao dịch, đó chính là mua được một cái cục gỗ Trắc Lào nặng 3 tạ, đúng không ạ? 301 cân. Đấy, cũng rất là giá trị. Đấy, thì cũng đã giao dịch luôn rồi. Thì hôm nay là mục đích của em Sơn là có, tức là mình có mục đích là mình đi mua cục gỗ to rồi, và hôm nay lại đúng là hữu duyên và gặp duyên luôn, được một cục và mình đã chốt thành công giao dịch luôn. Tất nhiên thì hôm nay thì cũng vừa là làm video vừa là quay live stream nên cái tỷ lệ chốt nó cũng nhanh hơn so với bình thường. Còn bình thường thì em sẽ không chốt nhanh như thế mà còn phải từ từ. Đấy, còn phải trả đi trả lại gọi là 5 lần 7 lượt chán chê thì mới có thể chốt được cái giá, chứ không phải là một phát chốt được ngay như thế. Nhưng mà thôi, vừa là làm video để các bác có thể biết được tính chất cũng như là vừa live stream thì thôi em vào việc nhanh, chốt luôn thôi, đắt rẻ một vài triệu thì thôi cái việc đấy thì hoan hỉ để tính sau. Nhưng mà em cũng giao dịch luôn một cái cục gỗ đẹp to để anh em chúng ta có thể biết được cách thức mua bán. À, còn một cái điều nữa, đây là những cục gỗ to nhá. Còn những cục gỗ to thì chúng ta sẽ ra cân điện tử thì nó sẽ là cân chuẩn luôn. Còn đối với lại những cục gỗ nhỏ thì khi mà anh em mình về chợ gỗ, anh em mình lưu ý giúp em Sơn là cái cân của mọi người thì không phải ai cũng sẽ để cân chuẩn 100%. Thế có những cân thì ví dụ như là gỗ thực nó nặng 50 cân nhưng khi anh em mình đặt lên nó sẽ thành 60 cân. Đấy thì đôi khi nó là như vậy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cho cái việc đó. Thì có thể là nó cũng không đi đâu cả. Khi mà lên được 60 cân thì người ta cũng cái đơn giá nó sẽ hạ đi. Bình thường ví dụ như là 400.000 chẳng hạn. Ví dụ như cân nó từ 400.000 mà 50 cân nó nhân 14 là vào 20 triệu đúng không ạ? 20 triệu thì bây giờ người ta sẽ giảm đi cho anh em đơn giá còn 320.000 chẳng hạn. Đấy thì nhân ra thì vào 63 18 62 10 hai nữa thì nó cũng vào độ khoảng hơn 19 triệu thì nó cũng xem nhau. Thì đại loại là như thế, nhưng mà cái đơn giá khi mà được hạ đi thì khách hàng bao giờ cũng cảm thấy được lợi hơn, nhưng mà bản chất thì giá trị của anh em nhận được nó vẫn như thế thôi. Đấy, nhưng mà thôi cũng là một vài cách thức để người ta buôn bán hàng hóa thì anh em cũng hiểu và mình thông cảm, chứ anh em mình cũng không trách móc gì cả cái việc đấy. Ok, em Sơn chia sẻ như vậy để anh em chúng ta có thể hiểu qua một chút về làng nghề, về chợ gỗ với một cái tinh thần tương đối là tích cực và luôn luôn ủng hộ mọi người để mọi người có công ăn việc làm, để làm sao cái làng nghề còn được duy trì và phát triển. Chứ hiện tại bây giờ làng nghề của Việt Nam cũng mai một quá nhiều rồi, nên cũng rất hân hạnh được mọi người là yêu quý và sử dụng các sản phẩm liên quan đến các loại gỗ tự nhiên và đặc biệt nữa là có giá trị sử dụng cao. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.